trong này hot này, con lồng này. Đấy. Không biết đâu là con này là con mun hay là con bạc má đây. Mở ra cho các bạn xem. Nó là mun hay bạc má. Đấy, có một điều là những cái con chim mà mới về thì bên mình sẽ test và đấy, test bằng cái cách như thế này thôi. Đấy, buổi sáng ra là sẽ thấy nó hot. Và lồng nào là con nào. Đấy. Chính xác là con này luôn. Xem nó làm mun hay là bạc má nhá. Ồ, hình như là một con mun. Đúng rồi. Đúng là con mun rất đẹp. Rồi, các bạn thấy chưa? To đẹp. Con này nuôi từ tuần trước. Tuần này bắt đầu đã hot rồi. Rất đẹp.